nó có thể thiếu sức mạnh thở như một số phiên bản AMG, nhưng động cơ 4 xi lanh của Emira sẽ tạo ra một cảm giác lái hấp dẫn nghiêm túc. Chúng tôi rất vui mừng về sự thay thế Evora sắp tới của Lotus Emira. Chúng tôi thích vẻ ngoài của nó và chúng tôi thích Lotus đã làm việc không mệt mỏi để khiến nó giống như một chiếc xe thể thao để lái hàng ngày, thay vì chỉ vào cuối tuần. Chúng tôi thực sự yêu thích hệ dẫn động V6 tăng áp dựa trên Toyota, được chuyển từ Evora GT. Nhưng bây giờ chúng tôi đã có thông tin chi tiết về phiên bản động cơ 4 xi lanh của Mercitam và đó có vẻ như là một người chiến thắng, dựa trên Lotus thông báo hôm thứ Tư. Các chi tiết chính của Evora không thay đổi từ động cơ V6 sang i4, nó vẫn là hệ dẫn động cầu sau, động cơ vẫn được đặt giữa, nhưng nhà máy AMG sẽ chỉ có sẵn hộp số ly hợp kép 8 cấp. Bản thân động cơ là M139 của Mercitam mà chúng tôi đã thích trên những chiếc xe như CLA45, A45 và GLA45 ở trạng thái điều chỉnh nhẹ nhàng hơn 0,5S trong những chiếc xe AMG đó. Nó tạo ra 382 mã lực và ở Emira, nó sẽ giảm xuống còn 360 mã lực. Phiên bản S cấp cao nhất của động cơ sản sinh công suất 416 mã lực, nhưng chúng tôi không nhận được điều đó ở Mỹ. Lotus cho biết phiên bản M139 của họ được thiết kế riêng, với một số cải tiến đã được thực hiện để làm cho nó hoạt động theo cách bố trí bánh sau cũng như phần mềm độc đáo để tạo cho nó một đặc điểm khác so với các ứng dụng AMG. Lotus chưa thực sự giải thích rõ điều đó có nghĩa là gì, nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng công suất đầu ra thấp hơn nhằm mục đích không vượt trội hơn mẫu động cơ V6, sản sinh 416 mã lực. i4 First Edition của Emira có nhiều tính năng tương tự như phiên bản đầu tiên V6, chẳng hạn như huy hiệu độc đáo, gói tùy chọn màu đen phía dưới như tiêu chuẩn và đầu ống xả bằng titan. Phiên bản đầu tiên được trang bị tốt sẽ được bán với giá chỉ $85,900 cộng với phí đích, trong khi ở phiên bản cơ sở, nó sẽ có giá $82,900. Khách hàng đặt chỗ trực tuyến sẽ có sẵn vào mùa hè này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!